Hi everyone. Today, well, we are going to correct the next test. It is test number 6. Okay. Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa tiếp cái đề số 6 nhé. Và chúng ta bắt đầu vào làm đề này. Nào câu số 1. Câu số 1 là về phát âm. Okay. Vậy với câu phát âm này chúng ta tập trung vào phát âm cái âm ơ xem là nó như thế nào này. Nào, number one, conceal. Các em đọc âm thứ nhất này, conceal. Cái trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Cho nên là cái âm ơ trong cái âm cơn này, nó sẽ đọc là ơ, conceal. Confine, tương tự như thế, động từ. Trọng âm rơi âm tiết thứ hai, cho nên âm tiết thứ nhất đọc nhẹ này, confine. C, concentrate. Từ này kết thúc bằng âm A-T-E, cho nên là chúng ta sẽ thấy trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối. Vì thế khi nó nhận trọng âm thì nó sẽ phải đọc là R, concentrate. Đấy. Từ này, convention, trọng âm rơi vào ven. Vì thế con, chúng ta phải đọc là âm nhẹ này, convention. Vậy đáp án của chúng ta chính là C. Number 2. A chúng ta đọc như sau. Federation, federation. Vậy âm này là âm E. Illicit, âm này là âm E. Competitor, cái này sẽ đọc là E. Và process, và tất cả đọc là E, chỉ có B đọc là E. Number 3, number 4, it's about stretch, ok? Câu số 3 và câu số 4 là về trọng âm. Chúng ta xem xác định trọng âm như thế nào này. Electrify, chúng ta thấy đuôi phi trọng âm rơi tiếp thứ 3 từ cuối. Electrify, ok? Particular, particular. Từ này có trọng âm rơi vào T, ok? Particular. Fashionable, fashionable. Able là hậu tố không chứa trọng âm, tion nó chứa ơ, như vậy rơi vào fast. Nhìn ba âm này một cái chúng ta biết ngay trọng âm khác nó sẽ là C. Và D chắc chắn là rơi vào âm tiết thứ hai rồi, tenacity. Number 4, heritage, cái này rơi vào âm thứ nhất. Elegance, elegance. Cái từ này nó có chứa ơ, gần chứa ơ. Còn elegance, l cũng chứa ơ, vậy nó rơi vào e, elegance. Từ immature, rất nhiều bạn sẽ không phát âm được cái âm này và các em còn rất ít khi chú ý cái âm này. Là từ này chúng ta đọc là immature, mature, im là tiền tố, mature, đó là âm mà chúng ta thấy trọng âm rơi vào tua. Vậy đáp án của chúng ta thấy rõ ràng cái này rơi vào tiết thứ 3, còn lại rơi vào tiết thứ nhất. Complement rơi vào tiết thứ nhất. Now number 5. This is about the connector, nói về liên từ, chúng ta đọc nè. Some English words have the same pronunciation. They spell differently. For example, dear and dear. Vậy là có một số từ tiếng Anh có cùng phát âm. Mặc dù chúng viết khác nhau. Ví dụ như là hai cái từ dear này. Vậy thì cái này là mặc dù. Nghĩa của nó là mặc dù thì chỉ có một từ đó là A. Number 6. Whose objective is the by all people of the highest possible level of health. Như vậy là mục tiêu của WHO, đó là việc mọi người được tiếp cận với cái mức độ sức khỏe tốt nhất. Vì cái từ đó chính là từ sau. Acquisition là chúng ta đạt được một cái gì đó, ví dụ như là cái khả năng về ngôn ngữ chẳng hạn. Approach là một cách tiếp cận. Advance đó là sự tiến bộ. Advance và attainment là đạt được. Thế thì ở đây chúng ta chỉ được có một từ phù hợp nghĩa đó là attainment. 7. In 1791, Pierre Charles Elfant plans for the new capital city as a Washington. Và năm 1791, Pierre Charles Elfant đã ba chấm cái kế hoạch của cái thành phố thủ đô mới ở Washington. Như vậy là đã làm gì cái kế hoạch này? Chúng ta có offer là cho tặng. Exported là xuất khẩu, imported là nhập khẩu và submitted đó là nộp. Vậy thì chỉ có nộp kế hoạch là phù hợp thôi. Okay? Number 8, he did not want to his fear and insecurity to anyone. Anh ta không muốn ba chấm cái nỗi sợ và cái sự mất an toàn của anh ta, cái sự cảm giác không an toàn của anh ta đối với bất kỳ ai. Vậy anh ta không muốn tiết lộ, đúng không? Chúng ta thấy có cái từ ở đây là từ escape là trốn thoát này. Picture đó là mô tả bức tranh này, chúng ta hóa hình lên đấy. Thành hình một cái gì đó. Describe đó là mô tả và expose đó là thể hiện.
Như vậy chỗ này chúng ta có từ expose phù hợp. 9. My brother and his friend, Dương and Sơn, age 15 and 16, won the first and the third prize in the contest Nation Sprint. Anh trai tôi và bạn của anh ấy, Dương và Sơn, người thì 15 tuổi và người thì 16 tuổi, đã 3 chấm, giành được giải nhất và giành được giải 3 trong cuộc thi Nation Sprint. Vậy là chỗ này chúng ta có hai cái người này, một người đạt được giải nhất, một người được giải 3. Thế thì chúng ta phải có từ là lần lượt, đúng không nhỉ? One by one là từng người một. Every là mỗi người. Respectively là lần lượt. Và each là mỗi một ai đó. Thế thì ở đây chúng ta phải có từ lần lượt giành được giải này. Thế người này giành được giải nhất, người kia giành được giải 3. Thế thì nó phải là từ C, respectively. Number 10. You be thirsty, you've drunk a lot of water. Bạn 3 chấm khát được. Bạn vừa mới uống rất nhiều nước. Như vậy là bạn không thể nào có khả năng là khát nước được vì bạn uống nhiều nước rồi. Thế thì ở đây là không thể có sự việc nào đó xảy ra. Thì chúng ta suy luận một sự việc ở hiện tại, chúng ta sẽ dùng từ can't. Okay. Tiếp theo. 11. The man was innocent. It was a case of mistaken. Người đàn ông đó là vô tội. Đó chỉ là trường hợp nhầm lẫn về tên thôi. Thế thì ở đây chúng ta có từ mistaken, một cái danh từ ở đây sẽ là gì? Đây là trạng từ, đây là tính từ không dùng được rồi. Các em có từ identification và identity. Identification là sự xác định và identity đó là cái xác minh nhân thân ấy. Cái này kiểu như là chứng minh thư, identity card vậy. Thế thì cái này nó chính là đi. Người ta chỉ nhầm người thôi. Number 12. This book is an a series of lectures given last year. Cuốn sách này là một ba chấm những cái loạt bài giảng đã được cho vào năm ngoái. Vậy cuốn sách này là một cái sự mở rộng thêm về cái loạt bài giảng năm ngoái. Thế thì chúng ta có từ mở rộng thêm thế nào? Từ addition là sự bổ sung vào. Expansion là mở rộng thêm. Về mặt trừu tượng, ví dụ như là mở rộng thêm về kiến thức, mở rộng thêm về một cái kế hoạch nào đó. Expense đó là chi phí, không phù hợp rồi. Extension là sự mở rộng, nới, cơi nới. Nhưng mà cái này chúng ta ví dụ như là sự nở lên của một cái vật liệu này, hay là chúng ta cơi nới một cái nhà cửa nào đó, thêm phòng chẳng hạn, thì nó không phù hợp nghĩa ở đây. Thế thì chỉ có một từ đó là expansion. Okay. 13. Culture shock is a feeling of confusion and anxiety that someone experiences with a very different culture, especially a different country. Sốc văn hóa là một cái cảm giác bị lầm nhầm lẫn và bị lo lắng mà một ai đó trải nghiệm khi ba chấm với một nền văn hóa khác, đặc biệt là ở trong một cái đất nước khác. Vậy thì nó là một, đó là một cái cảm giác trải nghiệm khi mà người đó như thế nào. Ở đây các em có đây, khi họ ghé thăm hoặc đến sống ở một nơi khác. B là thăm hoặc là đi sống ở một nơi khác. Và C là trong khi ghé thăm hoặc là rời một nơi nào đó. Và D, khi mà ngay khi họ rời một nơi và đến một nơi khác. Vậy cái cảm giác sốc văn hóa là của một người đó trải nghiệm khi mà họ thế nào. Chứ không, thế thì nó phải có chủ ngữ. Và vậy chúng ta loại bỏ đáp án B và đáp án C. Còn lại đáp án A và đáp án D thì nghĩa phù hợp mà nói thì không phải ngay khi rời một nơi và đến sống một nơi khác đã có cảm giác sốc văn hóa, và chúng ta phải có một cái gì đó là cảm giác là nó khi mà họ đến hoặc là sống ở cái nơi đấy, thật sự sống ở cái nơi đấy thì họ mới cảm giác được cái sốc văn hóa. Okay. Vậy đáp án A. 14. The police officer said two of the victims were known gang members. The other was an innocent. Cái viên cảnh sát đã nói rằng có hai nạn nhân được biết tới là thành viên của cái băng nhóm tội phạm đó. Còn cái người kia chỉ là một ba chấm vô tội mà thôi. Như vậy là một người nào, người đi ngang qua đó, vị trí nó phải là một người. Một người thì ở đây chỉ có cái đuôi người đó là C. Okay. 15. The clock is always slow. I put it 10 minutes every morning. Cái đồng hồ này luôn luôn chậm. Tôi phải đặt nó lên nhanh 10 phút mỗi sáng. Vậy đặt nhanh lên thì trước đương nhiên là C chúng ta phải loại trừ rồi. Và chúng ta có up tức là chúng ta dựng đứng nó lên, không được.
không nghĩa là dựng đứng cái đồng hồ lên. Từ vậy chỉ còn B và D là put forward và put ahead. Thì ở đây chúng ta người Anh người ta sử dụng cụm từ là put it forward. Yeah. Còn ahead là các em nếu như nói về thời gian các em chỉ có từ advance ahead thôi. Ok, có, và khi dùng từ put thì nó phải là put forward. Các em có thể dùng từ thay cái từ put này bằng từ set forward cũng được. Okay. 16. The names of the winners were on the radio. Tên của cái người thắng cuộc được trên radio. Như vậy các em có từ put away là cất đi này. Taken down đó là dỡ, là gỡ hoặc là dỡ một cái máy nào đó này. Given out là chúng ta đưa ra. Okay. Given out còn có nghĩa là phân phát. Ví dụ như chúng ta đưa ra là phân phát, ví dụ phân phát sách miễn phí hay phân phát thẻ miễn phí là given out. Còn let out có nghĩa là tiết lộ. Như vậy là tên của những người này thì phải là được tiết lộ trên đài. Như vậy đáp án của nó là D. 17. Hi, you must be new here. Xin chào, bạn chắc là người mới ở đây rồi. Nếu A, no, I'm very old here. Không, tôi là người cũ ở đây. Nếu họ là cũ, là người cũ thì chắc chắn họ biết nhau rồi, không thể chọn đáp án này được. B, yes, this is my first day on the job. Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Đó. Câu này có vẻ hợp lý. Yes, are you surprised? Có, bạn ngạc nhiên lắm à? Câu này có vẻ đầy thách thức không được. Are you new here too? Bạn cũng mới à? Người ta đang nói, đưa ra một cái câu dự đoán thì chúng ta phải đồng ý hay không đồng ý, chứ không phải là chúng ta hỏi lại một câu như thế này. Vậy đáp án phải là B. 18. Excuse me, where the parking lot? Xin lỗi cho tôi hỏi, cái chỗ đỗ xe ở đâu ạ? Người ta sẽ phải trả lời như thế nào? You're wrong, it's not here. Bạn sai rồi, không phải là ở đây đâu. Không ai đi đáp lại một lời giao tiếp mà người ta lại chỉ trích người kia sai rồi. Chúng ta chỉ dùng sai rồi trong cái trường hợp là chúng ta đang căng thẳng, chúng ta đang tranh cãi ở mức độ rất là cao thì chúng ta mới dùng đến từ này. Nó là một từ rất là mất lịch sự. You miss the turn, it's back that way. Bạn đã bỏ lỡ một cái lối rẽ rồi, nó ở đằng sau kìa. Như vậy là cái này có vẻ hợp lý vì nó đang mang tính chất chỉ đường. C. Why do you ask me? I don't know. Tại sao bạn lại hỏi tôi như thế? Tôi không biết đâu đấy. Câu này có vẻ rất là vô trách nhiệm ngay và có vẻ rất là thô lỗ. Do you get lost? I do too. Bạn bị lạc đường hả? Tôi cũng lạc đấy. Người ta không hỏi gì về lạc đường cả, cho nên là chúng ta không tố cáo như thế này. Và câu này đó là B. 19. The architect was very let down that his new city plan had been turned down. Cái người kiến trúc sư này cảm thấy ba chấm vì cái kế hoạch kế hoạch về thành phố, hay là chúng ta gọi là cái bản quy hoạch đô thị mới của anh ta đã bị từ chối. Chúng ta có từ plan, nếu dùng trong văn cảnh này chúng ta gọi là bản đồ quy hoạch. Vậy thì trong cái ngữ cảnh này thì khi mà cái bản quy hoạch của anh ta bị từ chối thì anh ta phải cảm giác như thế nào? Chắc là buồn, chắc là thất vọng đúng không? Và trong số những cái từ này thì chúng ta chỉ có một từ đó là satisfied là hài lòng, emotional thuộc về tình cảm, optimistic đó là lạc quan, thì không đi hợp với nghĩa này được. 20. You must drive home to him that spending too much time playing computer games will do him no good. Bạn phải ba chấm với anh ta rằng sử dụng quá nhiều thời gian ở việc chơi game máy tính không tốt cho anh ta tí nào cả. Như vậy là chỗ này chúng ta xem nghĩa nào phù hợp này. Allow him to stay, cho phép anh ta ở nhà. Đây là một cái thành ngữ, cứ có cái từ nào mà nó liên quan tới lặp lại một cái từ nào đó trong này thì ắt hẳn là nó sẽ không có nghĩa lắm. Allow him to stay, chúng ta thấy từ stay và từ home này không hợp nghĩa rồi. Cho phép anh ta ở đây không có nghĩa gì về cái này cả. Make him understand, khiến cho anh ta hiểu, từ này không có cái từ nào lặp lại trong này. Từ give him a lift home lại lặp lại từ home đây rồi, cho anh ta về đi nhờ về nhà, không có liên quan tới nghĩa. Let him drive a car, cho anh ta lái xe, chúng ta lại xuất hiện thấy từ drive ở đây. Vậy nó đấy là một cái mẹo để các em làm bài. Và cái từ nào khi mà nó là thành ngữ mà trong cái đáp án nó lại xuất hiện một cái từ ở trong đấy, ngoại trừ cái từ him chỗ này nó là tân ngữ, là tân ngữ chung nhé, thì chúng ta không nói, nhưng mà drive it home thì trong này nó có lặp lại cái từ như drive it home thì nó chúng ta sẽ thấy là nó không ổn. Như vậy đáp án ở đây nó phải là B. Bạn phải cho anh ta hiểu rằng sử dụng quá nhiều thời gian vào việc chơi game máy tính sẽ không có tác dụng gì cả. Đó, vậy đáp án vậy là B. Number 21.
Chúng ta phải tìm một từ opposite meaning, tức là tìm từ trái nghĩa. Experts often forecast an upswing in the economy after a protracted slowdown. Các chuyên gia thường dự đoán một cái ba chấm trong nền kinh tế sau một cái thời gian trì trệ kéo dài. Vậy sau thời gian trì trệ kéo dài của nền kinh tế thì nó sẽ upswing. Upswing tức là nó sẽ phải vực dậy, nó sẽ phải phát triển lên. Thế thì chúng ta phải tìm một từ là nó giảm xuống, đi xuống đúng không? Chúng ta có từ decline là đi xuống này. Inflation là lạm phát này. Reform đó là cải cách này. Improvement đó là tiến bộ. Thế thì trong tất cả những cái từ này thì chỉ có một từ giảm đó là number 22. When people are angry, they seldom act in a rational way. Khi mà người ta nổi giận thì người ta hiếm khi hành động một cách như thế nào? Một cách hợp lý đúng không? Khi người ta nổi giận rồi thì người ta hiếm khi hành động hợp lý. Thế cái từ này hợp lý thì chúng ta phải làm ngược lại một cái từ nào đó mang cái tính chất là vô lý. Cái từ impolite thì có nghĩa là mất lịch sự. Có vẻ như là không phù hợp lắm. Dissatisfied là không hài lòng. Unreasonable là không hợp lý. Và inconsiderate tức là không quan tâm, không chu đáo. Thế thì chúng ta có một cái từ là C, unreasonable, ngược lại với rational. 23. Land covers almost a third of the earth's surface, of which two-thirds is too cold or too dry for farming. Đất liền bao phủ 1/3 bề mặt trái đất, trong đó 2/3 thì lại quá lạnh hoặc là quá khô để canh tác. Thế thì ở đây trong này có một cái lỗi sai. Chúng ta thấy cái cách đọc phân số đó là 1/3 thì nó phải là third, nó mới tạo thành một phân số. Còn chỉ nói là third là cái thứ ba như thế này thì không có liên quan gì cả. Nó sai về mặt ngữ pháp, sai về mặt diễn đạt. Thế thì chúng ta có từ ở đây chính là third, biến thành third. Tử số sẽ dùng số đếm và mẫu số người ta dùng số thứ tự, third. 24. In some countries, octopuses and snails are considered being great delicacy to eat. Ở một số nước thì bạch tuộc và ốc sên được coi là những món ăn đặc sản, những món ăn rất là tuyệt vời. Thế thì chúng ta sai, thấy sai ở chỗ nào? Octopus số nhiều đúng rồi. Are considered được coi là đúng rồi. Chỉ có being, sao consider phải để dạng là to be. Chỗ này C biến thành to be. 25. Although Mark has been cooking for many years, he still doesn't know to prepare French food in the traditional manner. Mặc dù Mark đã nấu ăn nhiều năm nay, nhưng anh ta vẫn không biết làm thế nào để nấu cái món Pháp theo lối truyền thống. Vậy chỗ tay này chúng ta có một cái cụm từ mà chúng ta thấy hay gặp đó là know how to do something. Ở đây chỉ có know to thôi thì nó chưa đủ nghĩa. Chúng ta phải know how to, tức là biết cách để làm gì đó. Vậy chỗ này đáp án phải là A, how to prepare. Đó là 25 câu từ vựng ngữ pháp mà chúng ta vừa chữa. Chúng ta chuyển sang cái phần bài đọc. Đây chúng ta có cái bài đọc đầu tiên, đó là bài đọc về chữa lỗi sai. Bài đọc về điền từ. Bây giờ chúng ta sẽ vừa dịch nghĩa và chúng ta vừa tìm một cái từ phù hợp nào đó để đưa vào chỗ này. Mỗi một năm này, mọi người đến nước Anh nhằm mục đích để cải thiện cái khả năng ngôn ngữ của họ, khả năng tiếng Anh của họ. Tuy nhiên, đối với nhiều người thì điều này có thể là một sự trải nghiệm rất là đau đớn, vì một cái sự thật rằng nó liên quan tới việc tham dự một cái trường học hoàn toàn xa lạ ở một cái nơi mà không dễ chịu, đôi khi không dễ chịu, và sống ở trong một cái môi trường văn hóa không quen thuộc. Thế thì chỗ này chúng ta có từ là liên quan tới việc, những cái việc như thế này đều là verb như thế này, ở đây đều có verb rồi. Vậy tham dự một lớp học hay đến hoặc đi học một cái trường xa lạ, chúng ta có cụm từ gì? Nếu study thì phải là study in, study at school. Go phải là go to. Learn phải là learn something, học cái gì đó. Learn English, learn maths, learn physics, rồi. Thế còn attending, tham dự. Đấy, để tham dự meeting hoặc là tham dự school, đúng không? Attend school, attend meeting. Đó chính là để, không cần giới từ gì cả. Một, ba chấm đối với những vấn đề này, đó là giải pháp sống tại nhà dân. Thế thì chúng ta có một gì? Một
giải pháp cho cái vấn đề này thì chúng ta có cái từ giải pháp ở đây là gì? Argument là một luận điệu, quan điểm, tranh cãi. Từ answer đó là câu trả lời, hoặc là giải pháp đấy. Requirement là một yêu cầu và reaction là một phản ứng. Vậy thì chúng ta có cái giải pháp đối với vấn đề, chúng ta phải có từ answer. Tiếp theo này, với giải pháp này thì học sinh được chỉ định một cái giáo viên phù hợp với trình độ ngôn ngữ, với yêu cầu ngôn ngữ của họ và với sở thích của họ. Cũng như là việc dạy học cá nhân với nhau, giáo viên sẽ dạy cho học sinh đó, sẽ cho học sinh đó thêm thông tin về những xem là có những cái hoạt động nào có sẵn ở địa phương và đưa họ đi. Vậy là các cái hoạt động nào có sẵn ở địa phương, cái activity này đó là danh từ rồi. Vậy thì chỗ này chúng ta cần một cái từ nào có thể phù hợp với danh từ này. Thế có how thì phải how phải đi với tính từ. Why và where nó là trạng từ đi riêng lẻ, không đi với danh từ. Vậy chỉ có what cộng với danh từ thôi. Các học sinh sẽ được dạy từ 10 đến 20 tiếng đồng hồ một tuần và cũng được cho là sẽ tham gia vào các cái hoạt động hàng ngày trong gia đình. Cái học sinh mà nói tiếng Anh sẽ được nói tiếng Anh suốt ngày và do vậy sẽ biết cách sử dụng cái ngôn ngữ trong cái môi trường, trong các tình huống hàng ngày. Thế ở đây chúng ta có từ everyday. Trong cái tình huống hàng ngày chúng ta có từ position, đó là vị trí này. Chances là cơ hội này. Occasion là dịp. Dịp thì nó một dịp đặc biệt nào đấy thôi. Còn situation thì nó là tình huống, các cái tình huống giao tiếp hàng ngày chúng ta có từ situations. Câu 29 là situation. Câu tiếp theo, các cái chương trình ở nhà dân ấy, thường kéo dài cho tới 4 tuần. Mặc dù chi phí thì cao hơn so với cái việc đi học một cái trường ngôn ngữ thông thường, nhưng học sinh có thể cảm thấy 3 chấm rằng họ sẽ nhận được một cái chất lượng giảng dạy ở hàng đầu trong một cái môi trường rất là dễ chịu và an toàn. Vậy câu số 30 sẽ là gì? Cảm thấy như thế nào? Chúng ta có satisfactory, đó là hài lòng, nhưng hài lòng này nó thường đi với một cái danh từ, ví dụ như là chúng ta có kết quả hài lòng, satisfactory result chẳng hạn, chứ không đi với cái cảm giác như vậy. Self-assure là tự, cái cảm giác được tự an ủi, nó không phải tự an ủi. Reliable là đáng tin, ví dụ như một chiếc xe đáng tin hay một con người đáng tin cậy. Reliable person, reliable car không phù hợp. Và từ confident có cảm thấy tự tin rằng, ok, đây chính là đáp án phù hợp. Okay, and we move to the next reading passage. It about the biology. Cái bài tiếp theo của chúng ta nó sẽ về một cái chủ đề về khoa học kỹ thuật. Đó là cái việc các cái giống cây trồng biến đổi gen. Okay. Now, first of all, please listen to me in order that you will understand everything. Trong cái bài này thì cô giáo sẽ dịch lại cho các em chậm chậm để các em có thể hiểu được nghĩa của cái bài này. Còn đương nhiên với cái kỹ năng mà tìm thông tin thì như cô giáo cũng đã dạy các em ở các bài trước rồi, đó là chúng ta phải đọc kỹ thông tin ở trong cái câu hỏi, sau đó chúng ta xem là cái thông tin đấy nó nằm ở cái đoạn nào trong cái bài khóa đó, và rồi chúng ta mới đi tìm cái câu trả lời cho nó phù hợp. Còn với bài này thì cô giáo trước hết là sẽ dịch cho các em để các em nắm được thông tin đấy nhé. Nào, cây trồng biến đổi gen GM có thể triệt tiêu sâu bệnh đã không còn là lạ gì nữa. Một trong những giống cây trồng mới nhất là loại ngô được can thiệp kỹ thuật gen nhằm gián đoạn một số gen trong con sâu rễ ngô. Một loại sâu phá hoại loại cây trồng quan trọng này. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật được biết đến với tên gọi là can thiệp RNA. Can thiệp RNA, ok. Em nhìn vào, đó là RNA interference, ok. Đã được chứng minh hiệu quả thông qua quá trình sâu ăn ngô chứa RNA, chứ không phải thông qua việc phun thuốc lên sâu. Đấy. Chúng ta nhìn rõ ra chưa nhỉ? Chứ không phải thông qua việc phun thuốc lên thuốc trừ sâu. So sánh với các loại cây biến đổi gen chống lại sâu bệnh, có tạo ra độc tố BT, thì giống ngô mới này có tính xác định hơn nhiều ở chỗ nó chỉ hướng tới một số gen, một số ít gen các loại sâu bệnh. Nói về vấn đề nguy cơ gây ra đối với con người, các công ty quảng bá giống cây trồng mới thường đưa ra những khuyến cáo mù mờ rằng
Không có lý do gì phải lo lắng vì RNA sẽ bị phá vỡ trong quá trình tiêu hóa thức ăn của con người. Ở mức độ tối thiểu, chỉ có một chút quan ngại về phản ứng dị ứng gây khó chịu giống như bị gây ra bởi các giống biến đổi gen trước đây. Tuy nhiên, trong lĩnh vực nông nghiệp, một số chuyên gia lại lo lắng rằng những cây trồng kiểu này sẽ cho thấy sự suy giảm hiệu quả đã được thấy trong những giống biến đổi thế biến đổi trong những giống biến thể BT trước đây. Khả năng sâu bệnh tiến hóa kháng lại độc tố cũng lớn hơn khi nó được thực hiện với diện tích lớn hơn trong một thời gian dài hơn. Ngược lại, việc phun thuốc trừ sâu chỉ thật khi cần thiết có lẽ sẽ làm giảm thiểu khả năng tiến hóa kháng thể của các loài sâu bệnh. Vậy tốt hơn hết là nông dân nên luân chuyển giữa các biện pháp xử lý sâu bệnh thay vì chỉ dựa vào một giải pháp lâu dài. Một cân nhắc nữa là sự đa dạng các giống cây trồng của nông dân sẽ bị ảnh hưởng khi các chiến dịch quảng bá rầm rộ sẽ thuyết phục nông dân trồng chỉ một giống cây biến đổi gen trên một diện tích rộng lớn. Okay. Như vậy là các em đã nghe cô giáo dịch toàn bộ cái bài này rồi. Thì các em nhìn vào câu số 31. Cái từ strain trong cái đoạn đầu tiên này, các em nhìn vào từ strain đây. Người ta đang nói tới là các cái cây trồng này nó không còn xa lạ gì nữa. Một trong những cái giống mới nhất đó là cái giống ngô. Cái strain này chính là giống cây trồng và đó là C. Còn từ pressure đó là áp lực này, damage là hủy hoại này, và crop là cây trồng. Thì cây trồng là cây trồng rồi, nhưng đây người ta muốn nói con nó là cây trồng rồi, nhưng strain đây là phải là giống cây trồng nhé. 32. According to the passage, RNA interference. Theo như đoạn bài này thì cái can thiệp RNA nó như thế nào? A. Nó bị gây ra bởi cái chất độc BT. Cái này không phải, BT là các cái thế hệ trước, ok? Chỉ xảy ra trong giống cây ngô. Ở đây người ta nói không phải chỉ xảy ra trong giống cây ngô, mà nó có thể này. Cái giống cây ngô mới này có thể chỉ xác định, nó xác định hơn ở chỗ là nó chỉ có một số gen mục tiêu tìm thấy ở một số loài. Như vậy là nó sẽ nằm ở một số loài chứ không phải là chỉ có mỗi cái giống có mỗi cái giống cây ngô sâu ngô này mới hướng tới, còn có cả giống khác nữa. Nó yêu cầu việc injection, đó là chúng ta phun một cái hóa chất nào đấy. Người ta không phun hóa chất với cái RNA interference này, mà người ta làm một cái việc đấy là người ta cho cái con sâu đấy nó ăn cái ngô đấy, và cuối cùng thì cái ngô đấy nó làm biến đổi gen của con sâu đấy và con sâu đấy sẽ chết. Thế thì cái như vậy là cái việc can thiệp RNA nó sẽ khiến một cái con nào đó bị chết, fetal. Fetal ở đây là chết, tử vong này. An organism đó là một sinh vật. Đó là chắc chắn là D. 33. Which of the following does not make it more likely for pet population to develop a resistance to toxins? Cái nào sau đây không tạo thành, không khiến cho các cái số lượng con sâu bệnh này nó tạo thành một cái chất chống độc tố, nhưng nó kháng thể kháng độc tố đấy. Thế thì cái biện pháp nào? Chúng ta thấy cách biện pháp như là xử lý biến đổi gen như là BT và RNA thì nó đều tạo thành một cái kháng thể sau một thời gian trên một cái diện tích rộng. Thế thì chỉ có cái việc người ta đề cập tới cái việc là duy nhất một cái việc là the chance of pet evolving have resistance are greater, đây tới một diện rộng. Khi mà nó sử dụng trong một diện rộng thì nó sẽ khiến cho cái con, các cái con này nó biến tiến hóa. Nhưng ngược lại này, người ta nói các em chú ý, nhưng ngược lại bằng cách phun thuốc trừ sâu thật sự khi cần thiết thì sẽ giúp cho cái khả năng các cái con sâu chống lại, kháng lại chất độc này sẽ tiến hóa xuống còn mức thấp nhất, giảm thiểu xuống mức thấp nhất. Thế thì người ta phải là phun thuốc trừ sâu vào một thời điểm nào đó thì sẽ khiến cho con sâu đấy nó không kháng thể được, hoặc là kháng thể thì ở mức thấp nhất. Thế thì đáp án của chúng ta phải là dùng một cái việc đó là phun thuốc trừ sâu. Ok, đó là đây, thi thoảng mới dùng thuốc trừ sâu, đáp án chính là A. Còn cái việc là sẽ sử dụng vĩnh viễn cái loại biến đổi gen sử dụng độc tố đấy trong cây trồng thì không đúng này, hay dựa vào trên một cái phương pháp duy nhất cũng không đúng này.
hoặc là sử dụng cho một diện tích rộng thì càng không đúng. Thế chỉ có đáp án A thôi. 34. Cái độc tố trong cái loài ngô mới, trong cái loại ngô biến đổi gen mới này nó thế nào? A. Có thể gây ra những phản ứng, đã gây ra những cái phản ứng gọi là dị ứng ở một số người. Như vậy cái giống ngô mới thì chúng ta chỉ nói là nó chưa gây ra phản ứng, mà vấn đề là các cái giống người ta e ngại là những cái phản ứng đấy sẽ xảy ra giống như là các cái giống ngô GM trước đây thôi. Chứ thật sự là cái giống ngô mới thì nó chưa có thời gian để thử nghiệm, người ta chưa biết là nó có gây phản ứng hay không. Đây là chỉ sự quan ngại thôi chứ không phải đã gây ra nhé. B. Được biết đến như là rất là hiệu quả chống lại rất nhiều loài sâu bệnh. Chúng ta như vừa chúng nãy trả lời câu phía trên, đó là nó chỉ hướng tới một số loài nhỏ thôi chứ không phải là hướng tới nhiều loài, giống như là cái BT. C. Không bị phân hủy trong quá trình tiêu hóa của cái con sâu này. Không bị phân hủy trong cái quá trình tiêu hóa con sâu này. Và D. Được biết đến như là cái độc tố BT. Độc tố BT này thì không phải. Cái độc tố BT này là nó chỉ xuất hiện trong cái các cái giống cây ngô trước thôi. Còn cái giống ngô mới này thì nó phải như thế nào? Đó là không bị phá hủy trong quá trình một cái con sâu đó nó ăn cái con ăn cái ngô có chứa RNA. Và cái RNA này chỉ bị tiêu hóa, chỉ bị triệt tiêu trong cái quá trình mà con người tiêu hóa cái ngô đấy thôi. Ở đây chúng ta thấy là cái phản ứng về sức khỏe của con người chúng ta đã nhìn thấy chưa? Đây. Nói tới như vậy là cái chất RNA đấy nó vẫn còn trong tồn tại trong ngô này. Nói tới nguy cơ đối với sức khỏe con người, các công ty đã đưa ra cái khuyến cáo mù mờ rằng không có lý do gì phải lo lắng vì cái RNA này sẽ bị này phá vỡ trong quá trình tiêu hóa bình thường của con người. Như vậy trong quá trình tiêu hóa của con người thì cái RNA đó nó sẽ biến mất. Còn chứ không phải là trong quá trình tiêu hóa của ngô của cái con sâu đấy mà đã biến mất. Đáp án là C. 35 này. Cái từ however ở phần đầu của đoạn số 2 nó được sử dụng để. However cái là từ thể hiện sự đối lập, sự khác biệt rồi. Đáp án chỉ có thể là C. 36. Cái đoạn này nó hàm ý rằng cái chất độc BT này sẽ ảnh hưởng tới một số loài sâu bệnh. Cái này thì đúng rồi. Chúng ta nhìn thấy ở trên này có một cái câu đây. Đây. Cái so sánh với việc sử dụng cái BT này của cái giống cây mà có sử dụng độc tố BT thì cái giống ngô mới này nó xác định hơn ở chỗ là nó chỉ tập trung vào một số gen, tìm thấy ở một số nhỏ các loài thôi. Như vậy là cái BT này sẽ tập trung vào nhiều loài. Thế còn nó khác với cái giống mới là nó tập trung vào một số loài nhỏ thôi. Thế thì có vẻ như đoạn cái câu BA này là không sai. B. Ở một số khu vực cái giống ngô biến đổi gen mới này hiện nay không còn tác dụng, nó không đề cập tới vấn đề này. C. Rất ít nông dân đồng ý trồng cái này, cũng không đề cập tới vấn đề này. Và D. Cái con sâu rễ ngô ấy không thể phát triển cái độc cái kháng thể chống lại RNA. Nhưng mà cái này cũng không đúng. Thì sau một thời gian dài trên một diện tích rộng nó sẽ xuất hiện kháng thể. Đáp án chính là A. Thứ 7 này. Theo ý kiến của tác giả thì các cái công ty quảng bá cái giống ngô mới này sẽ đã đưa ra những cái như thế nào? Họ có thể đưa ra những cái khuyến cáo gây hiểu lầm. B. Họ phớt lờ đi những cái kỹ thuật xử lý sâu bệnh thay thế. Họ không nói điều này. C. Hold the key to solving the problem of hunger. Họ giữ cái chìa khóa quan trọng để giải quyết cái vấn đề nạn đói. Không hề nói đến nạn đói ở đây. Have been unfairly targeted by anti-GM campaigner. Đã bị đối xử bởi những cái người chống lại. Bởi những người chống lại cái giống cây trồng biến đổi gen này. Một cách không công bằng. Cái câu này sao? Cái đáp án của nó phải là A. Now we move to the next reading passage. It's about the environment. Nói về một môi trường, nó chủ đề mới của chúng ta là nói về môi trường, nói về động vật có nguy cơ tuyệt chủng, và nói là về một câu chuyện rất là thành công người ta đã làm đối với các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Trước hết thì chúng ta sẽ nghe cô giáo dịch cái bài này đã. Vào năm 2006, chính phủ nước Mỹ đã tuyên bố ngày 11 tháng 5
là ngày của các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Ngày này đã tạo ngày này được tạo ra để khuyến khích mọi người nâng cao nhận thức và hiểu về vấn đề các động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Và năm 1973, chính phủ, đây chúng ta đang nói chính phủ Mỹ, đã thông qua cái luật đạo luật các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Và ba mục tiêu chính của nó là bảo vệ các loài động vật và thực vật khỏi bị tuyệt chủng bằng cách liệt kê chúng như là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Tiếp theo, đó là gìn giữ cái môi trường sống của những loài động vật này. Và cái thứ ba đó là giúp cho số lượng các cái loài này, các cái loài được liệt kê ở bên trên đấy, được khôi phục. Ngày nay chúng ta đã chào mừng hàng chục những cái các câu chuyện thành công của các loài động vật được đưa trở về từ cái trạng thái gần bị tuyệt chủng. Và dưới đây là hai câu chuyện thành công như vậy. Sẽ rất là fitting, phù hợp đấy. Nếu như mà chúng ta bắt đầu bằng câu chuyện về đại bàng đầu trắng, một biểu tượng quốc gia của nước Mỹ. Trước khi người châu Âu đến đấy, thì người ta dự đoán rằng số lượng đại bàng đầu trắng ở nước Mỹ, ngoại trừ Alaska, là bao gồm khoảng 100 con. Cho tới năm 1963, thì số lượng của cái loài đại bàng đầu trắng này đã giảm xuống còn mức chưa đến 1.000 con. Và một cái xu hướng vô cùng choáng váng. Cái việc săn bắt chắc chắn đó là cái yếu tố chính trong cái sự suy giảm này. Và cái môi trường và sự phá hủy môi trường cũng vậy. Nhưng một cái yếu tố khác đó là việc sử dụng một cái hóa chất trong việc kiểm soát sâu bệnh, đó là DDT. Nó có một cái tác dụng rất là kỳ lạ lên cái vỏ trứng của con đại bàng này. Nó khiến cho các cái vỏ của chúng rất là mỏng, vì thế mà chúng vỡ một cách dễ dàng. Và những cái con chim non ở bên trong ấy bị tổn thương. Và cái yếu tố quan trọng nhất, cái yếu tố duy nhất quan trọng nhất này trong việc hồi phục cái số lượng đại bàng đầu trắng là vào năm 1972, người ta đã cấm việc sử dụng DDT. Số lượng đại bàng đầu trắng hiện nay đã được kiểm soát rất là cẩn thận. Và những con đại bàng đầu trắng con đã được nuôi dưỡng dưới sự bảo vệ của con người để sau này có thể thả vào với tự nhiên. Nhờ có những nỗ lực này mà số lượng đại bàng đầu trắng ở nước Mỹ, ngoại trừ Alaska, đã lên tới 14.000 con. Và một cái biểu tượng kinh điển của cái vùng hoang dã của miền Bắc Mỹ đó là gấu xám Bắc Cực. Trong cái thời đại trước khi người châu Âu đến thì có hơn 50.000 con gấu Bắc Cực lang thang khắp miền Tây nước Mỹ. Nhưng ngày nay số lượng đó chỉ còn chưa tới 1.000 con. Bởi vì gấu xám Bắc Cực sinh con ở một cái tốc độ rất là chậm, cho nên nó mất rất là nhiều năm để cái số lượng này có thể phát triển lên. Đa số các cái loài gấu xám Bắc Cực này sống ở Mỹ, ngoại trừ Alaska. Sống trong dưới sự bảo vệ ở cái rừng quốc gia Yellowstone và Glacier National Park. Việc săn bắt chúng đã hoàn toàn bị outlaw, hoàn toàn bị cấm. Khi mà số lượng các loài gấu này phát triển, thì nó trở nên quan trọng là phải ngăn chặn cái sự tiếp xúc giữa con người và các loài gấu này. Và loài gấu này, 20 cho tới 40 con gấu đã bị giết hại mỗi năm trong những cái sự tiếp trong những lần tiếp xúc như thế. Cái việc xử lý rác thải cũng là một cái yếu tố quan trọng nhằm giúp cho gấu tránh xa loài người ra. Chúng ta hy vọng rằng chính phủ sẽ tiếp tục đứng bên cạnh những cái loài có nguy cơ tuyệt chủng này. Mỗi một cái loài độc đáo này sẽ giúp cho môi trường của chúng ta được giàu có hơn, và chắc chắn nó đáng để bảo vệ. Bằng việc bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng này, chúng ta cũng sẽ thể hiện cái sự tôn trọng của chúng ta đối với cái nơi mà chúng ta đang ở. Đồng thời, chúng ta cũng trao tặng một cái món quà rất là có giá trị cho những cái thế hệ tương lai của chúng ta. Như vậy là cái bài này mặc dù là nó dài hơn so với bài trước, nhưng mà cái bài này lại dễ hơn, bởi vì chúng ta đã gặp rất là nhiều từ trong cái chủ đề này khi mà chúng ta học rồi. Chúng ta sang cái bài số 8, sang câu số 38 này. Cái mục đích chính của tác giả trong việc viết cái bài này đó là gì? A.
để chúc mừng những thành công của chính phủ trong việc trợ giúp các cái loài có nguy cơ tuyệt chủng. B để chỉ ra nguyên nhân của cái sự tuyệt chủng, của cái việc các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. C là khuyến khích mọi người gửi tiền để giúp những loài động vật này. Và D để hướng dẫn mọi người ở Mỹ về việc làm thế nào để bảo vệ các loài động vật. Trong cả cái bài này người ta đưa ra hai cái câu chuyện thành công. Như vậy là hai câu chuyện thành công này đáng để chúc mừng, đúng không ạ? Và đáp án của nó chính là A. 39. Điều nào không được đề cập tới trong cái đoạn bài này như là mục tiêu của cái đạo luật bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng? Ở đây chúng ta vừa đề cập tới ba cái mục đích tiêu chính của nó. A này, chúng ta đọc lại này. Preserving, tức là chúng ta gìn giữ bảo vệ cái môi trường của các loài động thực vật. C, chúng ta chào mừng cái thành công của việc đem các loài động vật này trở lại cái vùng hoang dã. C, chúng ta liệt kê các loài động thực vật này như là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Và D, chúng ta trợ giúp các cái loài này, số lượng các loài này tăng lên. Như vậy chúng ta có A, C, D chính là mục tiêu của nó, chỉ có B không phải là mục tiêu thôi. Chúng ta có thể thấy, chúng ta nhìn trở lại với cái câu đầu tiên của chúng ta, gần đầu tiên, thì chúng ta thấy có ba cái mục đích chính đây, đúng không? Đó, đây ba cái mục đích chính của cái đạo luật này, đó là bảo vệ này, bằng cách liệt kê chúng như loài hoa, loài có nguy cơ tuyệt chủng, bảo vệ môi trường và giúp cho số lượng của nó phát triển. Vậy đáp án của chúng ta là B. 40. Cái từ fitting trong đoạn 2 thì nó gần nhất nghĩa với từ nào? Fitting là phù hợp, đúng không nhỉ? Sẽ là phù hợp khi mà chúng ta đề cập tới câu chuyện đại bàng đầu trắng trước. Thế thì ở chỗ này proper là từ phù hợp, đáp án đây là A. Successful là thành công. Thì thành công khi mà chúng ta đề cập tới câu chuyện đấy trước được. Beneficial là có lợi ích cho ai đó, cũng chả có lợi cho ai cả. Và possible đó là có thể. Thế từ có thể thì không bật lên nghĩa của nó được. 41. Cái yếu tố gây hại lớn nhất, gây hại chính đối với các loài động, đối với số lượng cái loài đại bàng đầu trắng này là, chúng ta thấy ngoài cái việc là con người săn bắt ra này, rồi phá hủy môi trường sống này, ở đây chúng ta thấy đây hunting là chắc chắn là một yếu tố chính, cũng như là việc phá hủy môi trường sống. Nhưng một yếu tố khác đó là việc sử dụng cái DDT, và chính cái DDT này đã làm giảm cái số lượng của nó một cách nghiêm trọng. Thì ở đây chúng ta có từ gì đây nhỉ? Đó là DDT. Đây chính là nguyên nhân chính. Và khi mà người ta cấm sử dụng DDT thì số lượng cái loài đại bàng đầu trắng này đã tăng trở lại. 42. Cái từ dây trong cái đoạn số 2 chúng ta nhìn xem đó là cái nào. Chúng ta đọc dây xung quanh nhé. Nó có một cái tác động kỳ lạ lên trứng của cái con đại bàng này. Nó khiến cho vỏ của chúng rất là mỏng đến nỗi chúng vỡ một cách dễ dàng. Vậy cái gì vỡ? Đây chính là trứng nó vỡ. Và đáp án của chúng ta chính là eggs. 43. Theo như bài khóa này thì cái việc xử lý rác thải này quan trọng đối với loài nào? Ở đây chúng ta thấy, ở đây chúng ta có một cái từ xử lý rác thải. Keeping bear. Vậy là nó quan trọng với cái loài gấu này, loài gấu Bắc Cực. Vậy đáp án của chúng ta phải là A. 44. Cái từ word outlaw. Cái từ outlaw này trong đoạn số 5 nó có nghĩa là gì? Vậy cái từ outlaw này, cái việc săn bắt đã hoàn toàn bị outlaw, tức là bị cấm, đúng không? Vậy thì chỗ này chúng ta phải dùng từ đó là forbidden, cấm. Potential là tiềm năng này. Outlasted là kéo dài này. Và legal đó là hợp pháp, không hợp nghĩa. 45 này. Which of the following is not a reason for the protection of endangered species? Cái nào sau đây không phải là một lý do trong việc bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng? Nào. Chúng ta xem cái, chúng ta có một loạt các lý do ở đây. Ở đây chúng ta có từ này. Mỗi một loài này thì đều làm giàu môi trường của chúng ta. Thứ nhất là giàu môi trường, cho nên đáng bảo vệ. Rồi chúng ta có thể thể hiện sự tôn trọng với cái nơi mà chúng ta sống. Và đồng thời là chúng ta để một cái tài sản vô giá cho thế hệ tương lai. Vậy chúng ta có ba cái lý do đó. Chúng ta xem cái nào không phải là lý do mà chúng ta cần bảo vệ. A, nó thể hiện sự tôn trọng với môi trường, có này. Chúng làm giàu môi trường này, có này. Nó là một gòn món quà cho thế hệ tương lai này, có này. Nó khuyến khích những nỗ lực của chính phủ, không có cái này. À, đi. Bây giờ chúng ta vào những câu viết lại, ok? Sentence transformation. Chúng ta biến đổi câu đấy. 46 này. Our grandmother might have found while we were out.
Rất có thể là bà của chúng tôi đã gọi điện khi chúng tôi đi ra ngoài. My headphone, có chắc chắn không? Không chắc chắn. Vậy thì chúng ta phải, sự việc này chưa chắc đã xảy ra. Chúng ta xem câu nào phù hợp nghĩa. A. Lẽ ra bà của tôi nên điện cho chúng tôi khi đi vắng. The ought to bằng với should have và V3. Cái này thì có nghĩa là lẽ là nên nhưng lại không làm. Vậy cái này sai. B. Không may là chúng tôi đã đi vắng khi bà tôi gọi điện. Cái này là sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Vậy như này không phải là suy đoán, không chắc chắn. C. Rất có thể bà của chúng tôi đã điện khi chúng tôi đi vắng. Đây chính là đáp án. Ok. Và D là chúng tôi chắc chắn, không chắc chắn tí nào cả. 47. He will set a wet blanket at the party tonight. Anh ta là một cái chăn ướt, một thật là một cái chăn ướt ở bữa tiệc tối nay. Chắc con nói gì đến anh ta lại là chăn ướt được. Vậy thì chúng ta sẽ thấy cái a wet blanket này nó chính là một thành ngữ. Và cái nào xuất hiện trong thành ngữ, cái từ nào xuất hiện trong thành ngữ thì cái câu mà chúng ta lặp lại là chúng ta, đấy là một mẹo để chúng ta loại đi. A này, anh ta đem một cái chăn ướt đến bữa tiệc. Câu này sai, lặp lại cả hai. B, anh ta làm hỏng niềm vui của mọi người tại bữa tiệc. Vậy cái chỗ này có thể có vẻ là như vậy. Câu C, anh ta là khiến cho mọi người ở bữa tiệc ướt. Lại xuất hiện từ ướt ở đây rồi, không phù hợp đúng không? Và anh ta ướt nhẹp khi anh ta đến bữa tiệc cũng lại xuất hiện từ ướt. Thế thì đáp án của nó phải là B. 48. Có một cái trận lũ lụt kinh hoàng. Dân làng, những người mà đã được cảnh báo về cái trận lũ lụt sắp đến thì đã thoát một cách an toàn. Vì tất cả những người này đều được cảnh báo. A này, chỉ có một số dân làng cảnh báo. Câu này sai. B, chỉ có một số người được cảnh báo và một số người được thoát. Câu này sai. C, tất cả dân làng được cảnh báo và một số trốn thoát. Đây chúng ta xuất hiện tiếp, tất cả dân làng đều được cảnh báo và tất cả đều trốn thoát. Đây mới là đáp án. Tiếp theo câu 49. Ăn sáng xong, kết thúc việc ăn sáng thì hãy đánh răng. Như vậy ăn sáng xong thì mới đánh răng. Như vậy là sau khi mà ăn sáng thì mới đánh răng. Đáp án ở đây chính là A. Còn B này, nếu bạn đánh răng thì bạn có thể ăn sáng. Là đánh răng xong mới ăn sáng. Câu này sai. B, ăn sáng xong và đánh răng đồng thời. Hai cái sự việc này không đồng thời được. Và D, đánh răng đầu tiên, sau đó rồi ăn sáng. Câu này cũng trật tự sai. 50. Anh ta nghĩ, anh ta ắt hẳn đã gây ra cái lỗi lầm gì đó đâu đó. Cho nên là anh ta xem lại cái tính toán của mình một lần nữa. Như vậy là anh ta nghĩ rằng anh ta bị gây ra lỗi cho nên anh ta mới xem xét lại. Đây các em có từ he bên này, có chủ ngữ trùng với từ he ở bên này. Vậy hoàn toàn chúng ta có thể biến cái động từ thứ nhất này về dạng verb. Ok. Vì cái này nó cùng thì về cái này. Và đáp án của nó chính là thinking he must have made a mistake somewhere he went through his calculation again. Đó. Vậy câu này chính là câu mà đáp án cần. Còn ở đây chúng ta thấy nhé, câu B cũng như vậy nhưng mà cái he lại là he would chứ không phải he went. Câu A này, cái sự tính toán này lại xảy ra trước cái từ nghĩ, sai này. Câu C này, anh ta tính toán lại trước khi anh ta nghĩ về cái này, nó cũng không đúng, đúng không? Vậy đáp án của chúng ta đã làm xong cái bài này rồi và chúng ta sẽ lặp lại một cái lần nữa trong gặp lại các em trong cái bài tiếp theo. Hôm nay chúng ta kết thúc bài này ở đây nhé. Có một cái câu mà chúng ta thấy ở đây let out, người ta ghi là đỏ ở đây nhưng mà chúng ta thấy câu này chỉ là sai đáp án của cái bài này đã làm sai đáp án, chứ đáp án chỉ có D là phù hợp thôi nhé. Ok, vậy hôm nay chúng ta kết thúc bài tại đây, gặp lại các em vào bài tiếp theo.